Đảo quốc Singapore vốn nổi tiếng là một trong những đất nước có môi trường xanh sạch nhất trên thế giới. Một trong các biện pháp được chính phủ nước này ban hành đó là hạn chế tối đa việc hút thuốc lá nơi công cộng. Điều này vừa giúp cho môi trường giữ xanh sạch, vừa bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng. Giống như mọi công sở khác ở Singapore, người ta hiếm khi thấy khói thuốc bay trong khuôn viên tòa nhà văn phòng Guthrie, khu vực Bukit Timah. Đây là thành quả của việc tuân thủ tốt quy định của chính phủ Singapore về việc không hút thuốc nơi công sở. Theo quy định của chính phủ Singapore, ban quản lý các tòa nhà công sở cũng phải có trách nhiệm giám sát việc hút thuốc trong khuôn viên của mình. Chính vì thế, là một nhân viên an ninh của tòa nhà, ông Jihad Aziz cũng phải nhắc nhở người ra vào không được hút thuốc nơi đây hoặc là báo cáo việc hút thuốc lên cơ quan chức năng khi cần thiết. Là một nhân viên an ninh, nếu nhìn thấy người nào hút thuốc trái phép trong khuôn viên tòa nhà, tôi sẽ ghi lại tên rồi nhắc nhở người ta lần đầu. Lần tiếp theo thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát môi trường tới, người đó sẽ bị bắt và bị phạt nặng. Không chỉ hạn chế tối đa khu vực hút thuốc, việc kinh doanh thuốc lá cũng được kiểm soát chặt chẽ. Anh Lưu Hinh, một người bán thuốc tại chợ Empress gần đó cho biết. Bạn phải xin giấy phép được bán thuốc lá từ cơ quan quản lý môi trường quốc gia. Bạn không được bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Nếu vi phạm, bạn sẽ bị phạt $500 và bị đóng cửa một tháng. Tuy nhiên, có thể nói, ngoài việc chính phủ mạnh tay, thì một điều vô cùng quan trọng là người dân Singapore cũng chấp hành rất tốt các quy định của chính phủ. Một người hút thuốc lá tại Singapore tâm sự. Tôi chỉ hút ở nơi không có mái che, đồng thời có các cặt tàn được đặt sẵn ở đó. Đó là luật và tôi phải tuân theo. Đôi khi, có thể sẽ có cảnh sát mặc thường phục bắt bạn nếu bạn vi phạm. Bạn không thể biết được. Kể từ đầu năm 2013, tất cả các khu vực có mái che ở Singapore đều bị cấm hút thuốc lá. Ngoài các khu nhà, đó còn là các trạm xe buýt, tàu điện ngầm hoặc đường dành cho người đi bộ, miễn là có mái che.